Xin chào cả nhà. Chào cả nhà. Cả nhà một ngày mới thật là nhiều sức khỏe nha. Hôm nay anh em mình tiếp tục xuống rừng mất cua cả nhà ơi. Nay có kênh Miền Đông TV. Anh Lợi. Miền Đông TV chào cả nhà. Rồi chào cả nhà nha. Với lại anh Hiếu Hùng sông nước là quá quen thuộc. Với cả nhà bốn anh em tiếp tục đi vào rừng chiến nha cả nhà. Thì bữa nay là cái con nước nó gọi là nước dòng. Nước rong. Biết chắc là nước này không nhiều rồi nhưng mà có nhiều quay đó thôi. Rồi trong quá trình anh em thấy mình bắt cua sẽ ghi hình lại cho cả nhà xem nha. Giờ mời cả nhà đồng hành cùng bốn anh em mình để lội cua một ngày xem như thế nào đây cả nhà ơi. Thấy nước nó rong là cũng nghi quá rồi nhưng mà cũng cố gắng cả nhà. Rồi giờ anh em mình chuẩn bị đi lên. Rồi giờ mấy anh em mình chia nhau ra, chia ba chia bốn người hướng để đi quần cua. Nếu mà có gặp cua sẽ hú lại cả nhà, hú lại để bắt. Đó nè mấy anh em xuất hành vỏ mới, mong rằng sẽ được nhiều may mắn cả nhà ơi. Đây lên đây anh thấy con cua nó bươi nè cả nhà. Đó rồi anh đi lại đây một khúc anh thấy cái hang cua. Tính là mò thử có không mò ra đụng cua luôn. Rồi rồi anh đụng cua anh đợi mình lại nè, còn có lớp khe trên đó em cũng có đợi nữa. Đó càng cua kìa, cạn mà hang này cạn mà cạn cái lãng vậy là ok nè. Không anh phái rồi, anh phái lãng rồi. Dạ, phát hiện hang cua rồi. Cua kế bên à, nằm gần luôn hả? Rồi không móc vô đụng luôn. Hang bự không anh? Vừa nó cái miệng hang đấy mà cua chen, cua cũng bự đại nha. Cua này tầm 3 lạng Hiếu ơi. Đầu dài à? 3 lạng à. Ừ móc tay được rồi Tư. Hả? À. Mua yếm nằm mấy gì nữa nè. Cho lên nè. Cua này tầm 3 lạng à. Mới xuống đi khoảng 10 phút rồi có hàng là thấy khởi đầu may mắn rồi. Bực tài phải không? Có là được rồi cả nhà. Bực tài phải không? Cạn quá mình cũng bắt tay cái nè. Cản chưa? Cản rồi hả? Ôi cua này cũng tầm 2 lạng nữa. Hơn chứ. Hơn. Em nói 3 lạng. Đây. Con này hơn cỡ 3 lạng à. Nước có còn mình mong mà anh tưởng đâu cua nằm lạnh vậy. Con trai hay gái vậy anh? Trai. Cái anh nhìn thấy cái hang đó. Nhìn cái càng nó hai tay rồi. Bươi quá trời luôn đó. Đây. Đầu tiên luôn, mở đầu. Dạng sự khử đầu nan đây. Ngon rồi. Em chói. Nhiệm vụ của tí này á. Ở đây tới mùa cua bự mà. Tại cái mùa này chưa có nhiều á. Rồi, xong cả nhà ơi. Gì ngon rồi. Con mở hàng nè. Quá đã. Rồi, kìa. Có bỏ kìa. Ôm đi cắn á. Cắn à. Bỏ bao đi cho chắc. Giờ anh em mình tóc đầu tủa ra nhau đi tiếp bằng nguyên cái lãng này luôn. Bài ốc đá đi. Có ốc này mà ốc trộm gỏi là ăn là hết bài. Thế nào rồi, hai anh em mình đi bắt ốc đá một bữa cho cả nhà xem nha. Đá cỡ này nè. Về cái mình trộm gỏi ăn. Giòn ngon. Đây, dấu cua bò cả nhà ơi. Mà cái này là dấu cẳng hôm qua thì bắt cua nè, nhưng mà anh ăn cua này nó bò qua dấu cẳng luôn là cua này nó còn á. Nuôi bò gì nè. Bò đường đường rồi. Ghê. Yeah. Đó. Bò quá trời bò luôn. Mình ăn bánh xong rồi mình lên ăn đúng đói bụng rồi. Ăn bánh xong anh đi quần. Nó quần này. Thấy giống cái vui em. Giống đó. Nó lên đó. Giờ hai anh kia đâu. Đây nè. Đó. Bò lên đâu. Hả? Mới rồi. Ừ. Mới không à. Rồi. Để anh em mình quần con cua đi mình ghi hình cho cả nhà xem. Rồi, này anh bóng lên trên kia cả nhà. Mà nó bò qua đây rồi. Bò vòng tròn. Đây nè. Đó nó bò vòng tròn đó không. Đó. Giờ anh em mình quần dài lên đó. Mã đã luôn. Để dán bắt kiếm con cua này coi. Hả? Bấm thôi. Có thấy không? Gì? Con dùi nè. Đấy nó mát. Đó là quỳ trang kìa. Ngộ không? Đâu có dấu bò gì đâu. Mà nó quỳ trang mình thấy chỉ thấy cục sình thôi cả nha. Này. Này không biết. Này hả? À. Cô gặp em chắc em chua qua quá đó. Phải không nè cô vừa này cả nhà biết không đó hả? Ủa nè cả nhà cô vừa
Ngồi mấy anh đi đâu luôn á nhà ơi. Anh đi đâu rồi? Ôi, đó, cô dùi mà không biết nổi luôn, chỉ là sình thôi. Lắp sình lại. Chỉ thấy sình thôi chứ là mình biết cái cua nó nung ở dùi sao kìa. Ôi, nè. Nó đã gì đâu cả nhà ơi. Kêu tí nị quay mà tí nhồi hỏi con cua đâu. Mình không biết con cua nằm ở đâu luôn. Mình bó tay. Đã không? Đó. Nằm vậy sao mình thấy? Ừ. Chỉ có anh biết thôi, mình sao biết được. Ủa hay gì? Tại có dấu đồng nghiệp đi bắt hôm qua rồi á, bữa nay bò lại thì mình nghĩ cua này nếu còn, bò lại thì nó bò tràn qua dấu chân rồi còn cua. Ừ. Trời quá đã. Ồ. Sướng gì đâu. Sung sướng. Ngon lành. Đâu quá mình mới xuống chừng bắt lại cả nha. Nhìn nước nè, mình mong rồi ha. Hôm nay bắt ruộng rồi mà, trên mình là kêu ruộng. Rồi, quá sướng. Kêu tí nị chó đi nè. Rồi, đến trên nè. Ừ. Dạ. Rồi. Ăn cái bánh. Anh ăn cái bánh xong anh ngồi ăn quăng ở dưới lên đây nó con khúc hồi nãy mình quay dấu bò. Nó không có bò nữa. Quăng qua đây thấy dấu bò quá trời luôn, lên đây nó chiên cua luôn. Nó mới nhìn thấy cái đùn nó đông đắc á. À, cua bò nữa nè cả nhà. Ảnh á, đi ăn đó. À. Đi ăn bò đó. Lợi ơi. Đây cả nhà ơi. Xong. Thêm con nữa quá đã rồi, giờ hai anh em mình đi tiếp tục rồi, để hai anh em mình hú mấy ảnh thử coi ảnh ở hướng nào. Hồi nãy chia nhau ra thì mấy ảnh bên hướng đó đó, hôm nay mình dạt qua bên đây, giờ mình phải hú mấy ảnh mới được. Cái này đi ra đây là có ảnh nè. Đây cả nhà, mình đi ra đây mình gặp cái hang cua nè, đó sao mà ra tới vào đây luôn, sao mà chạy dài đây mà ở đây thì không có dấu bò nha. Hả, khoan lại, bắt hang cua này đi. Anh kêu là kia có dấu cua bò kìa nè, con cua nó bò trong miệng hang quá trời luôn cả nhà. Đây dấu anh bò rồi. Trong đó thì nó hơi bị tối. Đó. Bò bấm xuống quá trời luôn mà không biết xuống hay lên nha. Chưa biết. Để anh Tư anh lại á. Anh bắt. Đây có đồng nghiệp bắt cua đây hôm qua, bắt mấy hang cả nhà. Bắt đi chuyền nước không à? Bỏ đi theo dèo không á. Ờ. Nó bớt luôn. Nè. Lại thấy thả mà tưởng đâu hang nha. Nhìn bò vô đây cua bò quá trời luôn rồi. Hả? Con cua rồi, hang này có cua. Qua đây đục cáo rồi. Trời ơi bò đường thường. Đánh nhau qua đây quá trời đi. Ở dưới bò lên á. Dưới bò lên á hả? À. À. Mình không biết cả nhà ơi. Mình chỉ thấy cái hang bên đó mình vừa view cho cả nhà thôi. Đụng nè. Đó. Ngon. Thôi dấu có cái quá phủ bắt mà thôi. Nên. Hang này trống quá chắc ảnh không thấy. Chưa đi tới đây. Với cao thủ này đi theo bến mà. Theo bến thì về. Có cua bò lem lem bến á. Nước còn nhiều quá nó bò lem lem. À. Giờ là quan trọng hai đa ca cái đi đâu nữa nè. Nhìn ở xa em thấy cái khúc con cua nó bấm đây nè. Xong lại đây thấy mà. Hai ca đi ra chút rồi kia rồi. Rồi. Thú còn chút xa chút ông ngoại. Đường này là. Mấy cái số á. Mà anh lần đầu đi mà. Hồi nhỏ lớn. Giờ mà anh mới đi mà anh đi ghê thiệt. Là chia nhau ra đi chứ không có đi chung cả nhà. Kẹt móc rồi. Kẹt nước không? Lâu quá mình muốn xuống nước mình gặp lại nữa cả nhà. Chàng cũng ngắt luôn. Từ từ đi, muốn gì đây, tới chiều còn dài. Hy vọng là mấy ảnh có cua. Anh đi chút ảnh xa lắm. Chèn kín quá. Coi kìa, cái nào lần mình bắt tay luôn. Trời ơi, cái hang cua kêu anh lại mới thấy dấu bò. Con này cũng không dữ lắm mà nha. Buồn ghê. À, mình thấy con hang cua có dấu bò ở trong rồi mình mừng, đâu nhìn ở bên ngoài đâu. Qua đây thấy dấu bò quá trời. Nó mà vô hả? Ừ.
thì cái hang à, thì... cái này dám hồi tối nằm đây đúng không ạ? À, ra ngoài đây đâu có ấy đâu. Quất quất trời. Ừ. Ra mấy ngoài đây là nó không có dấu bò luôn nè, nó nằm ngay miệng hang không. Tay luôn hả? Tay luôn á. Quá đã. Ôi, cua đã không cả nhà ơi. Ngon lành cả nhà. Ờ, yếm vuông. Yếm vuông. Ủa, yếm đen xì lì luôn. Quá đã. Này, hàng trang không mà mình không có chặt được. Đâu? Ngon lành. Đây nè. Mình chỉ hàng đó. Lâu lâu mới làm được phát. Hồi mới đây làm ba con rồi mấy anh. Đi đâu đâu việc rồi nè. Cua yếm vuông tốt ghê. Ừ. Mình đây mình kêu cua này mình kêu cái so cả nhà với cái gấm. Chỗ kêu đủ thứ cả nhà. Xong. Quá ngon. Rồi, hai anh em mình chắc nghỉ mệt luôn á. Nghỉ mệt trời hú hai anh kia cho ảnh qua đây luôn để anh đi vòng vòng lát rồi hú xỉu luôn á. Hai anh em mới nghỉ mệt, uống nước hút thuốc. Giờ hai anh em mình chia nhau ra đi tiếp hú mấy ảnh mà ảnh còn lúa bên kia cả nhà ơi. Ôi. Bắt xong cua rồi, cua rồi. Mới thấy cua nó bò cả nhà. Hả? Này là bò lươn. Nè, bò đã không? Trời ơi, bò. Bó tay mình luôn á. Rồi, hên, rồi cũng đắt được con cua rồi. Giờ mình đi ra đây, con Tư thì lên trên kia. Mong rằng may mắn sẽ tiếp tục nối với may mắn luôn. Đây, anh em mình được gặp hang cua nữa nè cả nhà ơi. Là ăn cua mà dấu chân này là hôm qua người ta bắt rồi nè, mà không biết có con cua hôm nay ăn cua như nó vô lại hay sao á. Anh em mình thột móc đụng rồi. Nè cái hang nè. Anh Lợi anh đang chắn ngách kìa. Chắn ngách mà ghế không à. Ừ. Vậy rồi. Được không? Đồ kêu lại cao quá. Anh nó cua. Đây. Quay tao cái máy. Biết gì. Lâu quá rồi mới gặp cao thủ bắt cua lại nè cả nhà ơi. Anh năm số con rồi. Này là cái anh ở sớm. Phải lớn theo năm số con. Cao thủ rồi. Anh ở sớm mình đó. Đó. Anh đi bắt cua nè. Anh là anh bảy Mỹ. Có cua là quý rồi. Méo qua, méo dữ nữa. Méo qua dữ chút nữa mới đụng được nó. Cua lăn hả? Ờ. Rồi anh em nghỉ mệt hút thuốc luôn đi, uống nước luôn đi. Cái vô trong cái rễ á. Có con trọng đại nè. Anh đi bắt cua cả nhà, mới bắt á. Đúng nè. Đó. Rồi giờ anh Tư của mình là bắt hang cua này. Bao nhiêu kìa? Móc ra luôn vô đào không được. Có làm cái thế ngặt quá. Đặt cái trang này nè. Hôm qua có dấu chân anh nào anh đi đây rồi. Anh Bảy nói tên Việt. Phải không? Mà sao hai cua không bắt nè? Trời ơi, cái chó cua đẳng không bắt gì. Anh biết. Mà đâu thấy hết nổi. Tìm cách ông thọc cái không được luôn á. Dấu chân lại trong đây luôn mà. Lại cái hang này luôn nè. Sao vậy? Hả? Nó cạn mà nó nằm trong trang, trang vô cái rễ nước á. Ba hàng người giờ quăng sao bầu. Lên nè. Con bên kia nó cũng chen. Con nãy mất cũng chen. Lên hàng đó anh Lợi. Lên hang hả? Lên hang cả anh Lợi. Nó theo nó quèo à. Nó quèo à. Bên kia. Nè bên đây nè, đây nè, nó lên đây nè. Lên đây. Cho da luôn đi. Để cho da luôn. Ôi cua bự á. Ờ kéo da luôn đi. Chưa thấy. Chạy xuống giặt giả. Lên đang lên. Để cho lên mà sao cho xuống được. Anh bạn thấy dân bắt cua ghê không? Cua lên mà nó làm. Cua lên. Nè Tư qua móc Tư. Trời ơi. Nào. Nè, nằm kìa. Đó. À, thôi chạy. Ê, bên kia có cái hang kìa, nó chọt xuống á. Chọt xuống á. Không. Hay quá, gặp cao thủ à. Hai tay tay không mà ăn gì được hết. Gì không chụp luôn kìa, anh chụp luôn kìa. Cua cũng trọng đại nha. Ừ. Nè. Trời. Đó. 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 À, cái lắm nữa. Cái. Ba thằng sáu tay. Nãy giờ. À, tí này. Ba thằng sáu tay không mà ăn. Trời quá. Rồi. Chối nghỉ ngơi đi. Nó mà coi đầu gãy bên que dục luôn. Mà nó mới chắc tới. Đây. Mới chắc tới. Em bắt ba con cua rồi, hai anh đi hả? Không biết đâu á. Hú gần chết nãy giờ. Rồi mới xong hả? Anh ừ, hả? Đi đi ra tôi chú mình phải đi ngược cho lên đây quằn mấy cua bên đầu nãy đâu. Bây giờ lỗ này nè. Bọc nó là về. Nắm lại đó đó, thẳng lên đó đó. Phải không? Lạng lên nãy lạng lên trên kia gặp cái dấu cua rồi kiếm. Em lưỡi dưới thấy nước trang nước, nước hang nhiều quá. Bự á. Lúc nãy hú là đang bắn cua đó. Năm con bự không bạn? Cái nhỏ không à. Mini không à. Có con. Vậy mà anh nói mình anh sao với chậm. Cua bắt không chối đập chốt càng gì ăn. Có về trong chậm chối.
không tưởng đâu anh 600 thiệt chứ, tại vì anh đi dùng ở đây với lại đi sợ đi có cua mà đây cá từng ông mà gặp vắng bỏ chứ không có không? Thôi xong và cùng nó hào nhân hổ hả, rồi anh em mình hợp mặt với mọi người đồ luôn cả nhà ơi, chúc rồi đi tiếp. Rồi giờ anh em mình nghỉ mệt xong rồi, giờ anh em mình tủa ra đi đó, cao thủ à, cao thủ đi chưa? Cao thủ giờ đang băng trên đường đi về á cả nhà, giờ mấy anh em mình tủa về bên đây lại, cao thủ nhường cho mấy anh em mình đi, nhường cho mấy anh em lâu lâu mấy anh em YouTube đi. Nhường cho mấy anh em YouTube đi. Đây anh Bảy anh gặp hang cua nè cả nhà ơi, chứ năm chứ năm người đi đây mà hang này không thấy thôi. Ủa, thì ra luôn rồi, ra luôn rồi, ngon ngắt rồi. Ủa, nó bò qua đây hả? Bò quá trời luôn anh Bảy. Cua bò quá trời cả nhà. Cá hả? Đâu. Để anh qua anh thọc lại. Nó bò đường đường nha đây nè. Nè, em bò nè. Phải không? Đó, bón đi. Bón đi anh Hiếu chứ. Bóp bóp lại cho nó chỉ mày với luôn. Hả? Bóp lại cho nó chỉ mày. Phải không? Đúng rồi, hai lần cua tí nị chỉ không? À, coi chừng cua đó đó. Cua em chỉ bên kia mà Tư. Bên kia mà. Nó một heo nước trong bên đó, tại vì nó qua tới bên góc bên kia vậy. Trong cái trong quá. Có con cua khác không? Rồi, con cua này ra cả nhà ơi, không có con cua. Giờ mấy anh em mình đi chi lùng ảnh. Đánh dấu. Con cua nước thần nó bò. Tư cũng gặp hang cua nó nè. Đây. Con đó bắt hang đó bắt rồi. Cua nó bò nè. Rồi chuyển mưa nữa rồi cả nhà ơi. Nó bấm nè. Lùi. Quá trời ơi. Đen đen thui thui lùi luôn. Thằng này nhưng mà ở đây còn đỡ. Đụng nè. Đó. Ồ, lẹ lẹ lẹ. Con này lẹ ăn à. Để ăn à, lách ra hơi mệt à. Tại đây nè, chen gốc nước nhiều á cả nhà. Lách lên nó cũng hơi khó. Tại bây giờ trời đang chuyển mưa luôn. Ừ. Mưa quá trời. Rồi, ngọt lên. Lên kìa. Đụng cái móc của em rồi nó lên. Cũng lạng ấy bộ. Lạng. Hút hút. Khu này đừng ngon lành rồi. Ôi, dữ kìa. Gì vậy? Gì vậy? Từ từ từ. Một thủ. Lẹ ghê. Trói luôn. Ok. Ok chưa? Thành quả của mấy anh em này cũng được nha. Khá ổn, ổn hơn mấy điểm mới kia đúng không? Vừa có bữa hôm trước mấy anh em đi lóc luôn nha cả nhà. Ổn hơn vụ muối. Rồi, trói đi Tư. Bữa đi đồng muối là không có. Một không cái, có con cái que luôn. Trời ơi, tao thua luôn trời. Ừ. Nãy để máy rồi sao đâu. Để đi cái mắt mặt trời luôn. Rồi, cả nhà ơi, xong rồi cả nhà. Xong. Rồi anh em tranh thủ đi cả nhà ơi. Quá trời rồi. Trời chuyển mưa tối ôm ở ngoài luôn đó cả nhà. Đó. Hiện tại giờ là trời đang mưa luôn nha cả nhà. Giờ mấy anh em mình là không có đi xa nhau được, phải đi gần gần để có gì hú với nhau cho nó dễ nghe. Chứ mà đi xa quá thì hú nó không có nghe. Giờ anh em mình băng ra thì không có được. Đó, giờ trời đang đổ mưa luôn. Rồi mấy anh em mình đi băng qua bên đó để qua cái ngọn để anh em mình bắt thêm một tăng nữa. Rồi anh em mình bọc trở ngược trở ra. Đang chờ anh Hiếu lên, ảnh còn tuốt ở dưới á. Trong đây nói chung là nó trống nè, trống rỗng à, đi nó khỏe, ra ngoài đó là già đước, nó hơi mệt chút, chan đước nhiều. Đây anh gặp hang cua nãy giờ anh ngồi anh đợi mình xả mà nè, xả mà cũ mà, mà cũ không hả, thì nó gặp trời mưa nữa đó. Đó cái hang giờ bắt đầu xúc. Xúc đi hên hên, có con cua sao? Cũ cũ chứ. Này có lý. Qua đã. Đi một tăng nãy giờ luôn á. Hey. Gặp hai kia hai này. Đi về tối này ngủ ngon lắm á anh Hiếu. Ừ. Bữa hai anh em đi soi cá một đêm. Dồ. Về sáng ngủ hết 9 giờ mấy mới không có làm gì được luôn. Sướng không? Không có đi hứa hẹn đi. Không có bắt gì được. Mệt á. Có hẹn là hầu sáng. Tại vì bữa đó đi sao không? Ca nó lầy quá. Bắt hàng không? Ôi ơi, ảnh thập móc vậy nè, bắt con cá. Đúng. Đó. Ngon 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 ngon. Lớp lớp là ngon rồi. Trời ơi, gặp cái hang thọt móc vô mới chắc cứu được. Đụng cua rồi nha. Quá đã rồi. Này cua cốm mà cua lột ra, cua lột. Lột bự quá trời nè. Đó. Ủa, lên kìa. Kìa. Anh lên kìa. Đó cua lột tan luôn à. Thôi từ từ. Anh thọt móc coi nó ôm hay là cua lột. Đâu? Lột lột rồi bắt tay
ơi con na giấy giấy không ờ chớp nè na giấy na giấy rồi thì là... nó kẹp na giấy mà chụp đại nó không kẹp đâu chụp chó quyên á chụp xui á không mới quyên đang lần nè kha 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 có cua na giấy chà bá lửa luôn cua này ăn là thầy luôn rồi cả nhà cua phú nè quá đã luôn cua lửa nè phải không cua lửa nè ngon lành không đây nó quá đã luôn ba lạng nha quý vị cho con này chỉ đó là lăn bột ha sướng cho sạch cái ba lạng quá ngon cua này thịt không à cua ăn ok ba lạng để chữ ok lên nè đó quá đã nha ngon lành cua đỏ cua đỏ giờ mấy anh em mình đi tiếp nè uống kêu đây mình gặp hang cua rồi mới phát hiện cái dấu cua bò cả nhà ơi nè tụt quá trời luôn rồi rồi cái hang nằm đây nè mình thấy những cua tụt xuống cái gì á rồi nó bò nè bò tròn bò tròn luôn dấu chừng ui nè đó mình thấy tụt xuống luôn mà kén kén luôn hả cua bự cua trọng đại à cái bóng cỡ này cua có từ 200 gram chứ lên mình gặp cua nha anh làm cái ụt luôn thôi không hả ngày nay lú mười hang lú mười hang nè em vừa đi làm thấy làm cái ụt cái đi chảy xíu nữa nó bò luôn rồi chắc vậy quá bò da luôn á lúc lắc ngoài nó không tụt rồi ghê con cua thấy mặt tí này mỏi chảy rồi mỏi ở đây cho đường dài vô luôn á chảy xuống luôn thì phát hiện thằng cua chạy cái cụt đưa cái móc huyền thoại coi cua này phải 200 gram chứ lên nha bự á móc huyền thoại của anh Hiếu rồi kìa lỡ rồi vô luôn cho ta giao luôn cái móc đó trời lỡ bẻ móc à đập móc nghịch nữa đây nghịch nước kìa vẽ lại đi nè đúng rồi này lách lách lên luôn cày hả lách lên luôn cày bắt tay sợ anh em chờ lâu chứ nửa ký mạnh nửa ký không sao mình lạ có tại vì cái máy em pin còn nhiều lắm 9-10 lạng ha cái máy em pin còn nhiều lắm rồi cứ bắt thoải mái hả đây đây nè. Đó. Oh. Trời ơi. Cua gần đùa bạn luôn. Bộ yếm đang rùi hả? Con gái hay vậy? Giữa giữa giữa. Con gái mà có ôm ta. Thử coi. Ở con gái cả nhà ơi. Ngã kìa. Cua này cũng ngon lành. Ngon lành. Hơn 200 gram, 200 gram. Quá sướng quá sướng nha. Cua này tầm 2 đến 3 lạng. Rồi ok rồi. Rồi, kiểm coi có ôm không? Nè, cho đi. Đây đây, để lên gốc cây. Nó vô gặp mũi. Rồi. Phà phà luôn á. Ngon lành cành đào. Học thử coi. Như ngày hôm nay cũng có thu nhập. Mặt không đầy đã chứ okay. Xong cả nhà xong con cua cho nó uống nước đi nó muốn xì bọt rồi muốn khờ rồi rồi mấy anh em mình cũng uống nước luôn ủa nãy giờ nó ở dưới nó cũng uống nước rồi giờ anh em mình tàn tàn quăng dài dài ra vỏ cả nhà ơi trên đường quăng thì cũng sẽ quằn cua kiếm thêm xem có con nào nữa không đây mình gặp hang cua cả nhà ơi mà hang cua nó nằm tuốt ở trong kẹt trong hốc trong á bò quá trời bò luôn mà đưa máy vô quay nó không có được giờ mình thọt móc thử luôn coi sao rồi có gì mình chờ anh Tư ra bắt đụng bể luôn kìa đúng chưa anh lại nè cả nhà đúng chờ đó. Anh nãy giờ nửa tiếng đồng hồ á có cái cây nằm diều nè đó kiếm được cái nằm diều nè cả nhà ta vừa đi tìm cái nằm diều nè vừa đi bắt cua nữa là thêm mấy con nữa đúng bắt được 2-3 con gì nữa đụng anh héo đụng rồi cúp chớp cũng cản trọng á bự không đụng cản cái đầu cái là 2 lạng cái cản cái thứ hai nó 3 lạng cản cái 3 thứ 4 nó lên 5-6 lạng rồi chạy với con này cả 3 lạng đổ lên rồi nói là bắt cái con kia là cuối cùng rồi đó mà vô đây cũng hay gặp cua nữa nè đâu đụng đâu đó đó chắn ngách chắn đồn được gì vô đây còn gặp thằng cua thú chắn được là nó giờ bắt luôn rồi nói chung là bó tay phải không lên nữa mà coi chừng lên cái hang chảnh đây bên đây tất cả đâu đây đâu có hang nào đâu có mà mình đâu có hang em mau đi á có hang nè em mau đi á đúng rồi đang lên đó đó cua lên đó tay luôn hả? Ừ. Học tay được cái nơi luôn. Thế tới không? Hả? Dạ anh sụp lấy cái càng cái móc cho anh Hiếu. Rồi. 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 Rồi.
cốm nữa. Cốm luôn hả? Nãy em mới bắt được cua cốm nữa. Cua nãy anh bắt là cũng cua cốm luôn, nó dày dày nè. Cốm nữa cả nhà. Rồi trời ơi. Nè, cốm đục cáo luôn nè. Anh Hiếu cho anh Hiếu. Con lạnh cành đào. Rồi, anh Hiếu chối xong rồi cái còn đi là đây đi ra vỏ cả nhà ơi. Rồi, anh em mình bận ra tới vỏ cả nhà ơi. Giờ mấy anh em mình xuống tắm. Tắm sạch sẽ rồi lên quay thành quả cho cả nhà xem một ngày. Bốn anh em mình lội rừng nước bắt cua nha. Rồi nha ơi, đây là thành quả một ngày bốn anh em mình đi lội rừng nước bắt cua nè cả nhà. Nay đi vỏ mới luôn ha. Mới luôn. Nay khai trương ngày đầu tiên đi luôn á. Cốm không nè. Khá là may mắn cả nhà. Đây, cua nè. Nay có anh lợi đi nữa nhưng mà phá lệ rồi. Có anh lợi đi nha. Rồi. Có lý lợi ơi. Cua này tốt không rồi cả nhà. Nè. Cua ngon. Nãy tiểu cua không? Ừ, mười mấy con á. Mười mấy con mà đều không à. Đó. Mà anh bắt được mớ ốc nước kìa. Nó cho anh chạy đi. Cua đó là con cua này, con cua lát rồi đem về cho bà ngoại. Này con cua ná rồi, giấy nè. Nó giấy đem về cho bà ngoại. Rồi, nay là thành quả mớ đá này cả nhà. Đưa đây. Quá đã cả nhà ơi. Rồi, clip của mình tạm dừng ở đây luôn. Cả nhà xem thấy yêu mến anh em mình, cả nhà cho anh em mình xin một lượt like và một lượt đăng ký để anh em mình có động lực cho nhiều video hơn nữa nha. Rồi, chào cả nhà nha. Bye bye cả nhà. Đây, bye bye cả nhà. Xin chào, hẹn gặp lại clip mới nhất tiếp theo.